Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Luột Máy Cưa. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023. Cửa hàng chúng em lại xin lên sóng và review cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Tổng cộng lô hôm nay là có 10 con máy cưa xích. Và hôm nay thì cửa hàng chúng em có một con máy thanh lý cho anh em nha. Giá cực kỳ học sinh sinh viên cho anh em luôn. Hôm nay thì lên sóng là lô máy cưa cực kỳ VIP và chất lượng luôn, gồm các dòng như kiểu là Estin này, Shindaiwa, Echo này, Shindaiwa, Echo rất là nhiều nha. Dòng Hitachi nữa. Đấy. Và lô ngày hôm nay thì cả chúng em sẽ có nói rõ báo giá này và có nói rõ thông số kỹ thuật cũng như là tình trạng máy và độ dài lam xích như thế nào, công suất của nó ra sao để phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình cũng như hay là về sử dụng khai thác anh em nha. Hôm nay thì có cả những con máy như kiểu về để sử dụng khai thác keo tràm luôn đấy ạ, có luôn cho anh em nha. Rồi, đầu tiên là con R1 đây anh em. Như đầu video em đã nói, con này nó là máy cưa thanh lý cho anh em. Và khi anh em mà mua máy của cửa hàng chúng em thì sẽ bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chảy. Đấy, và giá đó thì đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em hết rồi. Và tất cả các giá mà em công khai ở trong video ngày hôm nay thì đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển và tặng kèm đầy đủ đồ nghề cho anh em. Hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà em đánh dấu ở trên ghi trên từng con máy thôi. Đây là cái tờ giấy này để em dán lên từng con máy đấy ạ. Và lô ngày hôm nay là lô chữ R nha, R1 này cho tới R10. Anh em mà xem video mà ưng con nào thì chỉ cần báo là anh muốn chốt con R1, R2, R3 hoặc là tới R10. Anh muốn chốt con nào thì anh chỉ báo cho em là cái mã mà em ghi ở trên đấy thôi, để tránh tình trạng mà nhiều anh em lại không biết hãng máy mà không biết tên máy là gì thì đặt hàng nó sẽ bị khó anh em nhá. Đấy, và số điện thoại thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo luôn, nên là anh em đặt hàng ở trên Zalo cũng được, kết bạn Zalo cho em thì em sử dụng Zalo bằng số điện thoại để trên màn hình luôn nha. Đấy, con này thì cửa hàng chúng em đang thanh lý cho anh em, nó là dòng máy mới. Còn lô ở bên này nó là máy bãi nha, máy bãi Nhật. Còn riêng một con này nó là máy mới thôi. Giá thì cực kỳ học sinh này, 1.650.000 cho anh em, về cho các bác nhu cầu cần đi kiếm cơm, kinh phí hạn hẹp, sử dụng gia đình là chủ yếu. Thì con này thì công suất khỏe, máy móc thì nòng lớn, công suất lớn, để về cho anh em về sử dụng xài gia đình cũng như là về sử dụng cầm đi kiếm cơm ok luôn nha. Mà kinh tế hạn hẹp, nói chung là giá thành học sinh sinh viên đấy ạ. Và giá thì chỉ 1.650.000 là đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển này, tặng kèm cho anh em đồ nghề đầy đủ này, lam xích đầy đủ nha, và bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng sử dụng. Anh em thấy ok chưa? Con này thì lam lên đến 55 cm, và xích nó là xài xích mới luôn, xích của nó là xích 72, xích cỡ đại luôn nha. Để những cái dòng máy to như thế này thì về để anh em về khai thác cũng ok luôn này. Đấy, lốc hợp kim nhôm, lốc là hợp kim nhôm nha, hao chân lam đầy đủ cho anh em. Con này nó là dòng cưa 5200 đấy ạ. Rồi, giật tiết nổ cho anh em nghe qua. Đó, con này nói chung là em đang bán với giá chỉ 1.650.000 thôi. Cho các bác nào nhu cầu mà kinh tế không được cao mà muốn một chiếc máy cưa mà cần đi làm đi kiếm ăn được nhá. Đấy, rồi bây giờ là qua máy bãi này. Qua máy bãi là một con máy cưa, dòng này nó là dòng Hitachi 30cc, đường kính trái bít tông của nó là 36mm anh em nha, 36mm. Con này thì cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại, và dòng này nó là dòng Nhật bãi nha. Bắt đầu từ con này, từ con R2 cho tới con R10 là máy bãi anh em nha. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.950.000, đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển, tặng kèm cho anh em phụ kiện và bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích là xài xích mini, xích này thì bán trên thị trường rất là nhiều, mua bán thì cực kỳ dễ dàng. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này. Đấy, đầy đủ chức năng cho anh em nha. Và tình trạng con này thì khá là đẹp và khá mới luôn. Về dàn nhựa, áo yếc của nó thì không có tình trạng bể vỡ hay nứt nát gì cả. Đấy, dòng này thì nó chẳng có cái gì cả. Thế cưa tay dài, cái dòng này thì nó đùi đồng cuối đá luôn rồi. Đến đưa anh em về sử dụng thì mua bán trên thị trường phụ tùng thì cũng rất là dễ dàng, vì dòng này nó là dòng thông dụng anh em nhé. Mua bán cực kỳ dễ dàng luôn. Giá của nó thì
Con này thì rất phù hợp cho anh em mà cầm đi làm vườn làm rẫy, cắt củi hoặc là cắt cành cà phê, cành điều, cành bơ đồ linh tinh nha. Đấy, hoặc là cầm đi cắt củi nấu rượu đồ linh tinh, về sử dụng gia đình là chủ yếu. Cân nặng thì khoảng tầm 4,5 kg anh em nha. 4,5 kg cả 5 xích đầy đủ cho anh em sang cộ vào ok. Phần bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn 5 xích. Bên trên là đổ xăng pha nhớt. Đấy. Giật tét nổ cho anh em. Con này thì nhỏ để cho anh em về xài gia đình nha, chứ không phải công suất lớn. Cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Đấy là đường kính khúc gỗ nha. Thì con này là cắt ok, chính là to quá thì không thể cắt nổi. Vâng, và qua tiếp là con R3. Con này là dòng Kyorit, dòng Echo Kyorit đấy ạ. Đó, dòng này là dòng CS300. Con này thì cũng về cho anh em về sử dụng gia đình. Cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Công suất của con này cũng 30cc, nó bằng con R2. Nhưng mà con R2 nó là nòng nằm, còn con này nó là nòng đứng anh em nha. Đấy, dòng này nó là dòng đời cao, dòng nòng đứng. Và nó nhiều chức năng hơn như chụp giật trợ lực này, thắng xích khóa xích này. Đấy, và bộ chế hòa khí nó nằm ở phần bên đằng sau này, thì giúp cho anh em vệ sinh cũng như là máy móc thì nó được đảm bảo và bền bỉ hơn. Đấy, máy là hệ nòng đứng nha, dễ dàng sửa chữa hơn. Và linh kiện mua bán thì nó cũng rất là dễ dàng cho anh em. Anh em không phải lăn tăn và sửa chữa thì nó cũng cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn. Và dòng này thì nó có cho anh em là có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em nhé. Đấy, này thì rất là tiện lợi, nó chỉ có hai cái nắp cài này thôi, mở ra là mở, có thể tháo chế là dễ dàng, thắng xích khóa xích có này. Đấy, giá thành thì nó hơi cao một tí xíu, giá nó con này nó chênh hơn cái con R2. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, và nhún treo nó là nhún treo lò xo anh em nha. Như treo lò xo, máy móc thì cực kỳ mới. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 anh nha. Lam 35cm, phần mặt cắt là còn 30cm. Cho anh em về cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Còn nó chụp ra trợ lực cho anh em. Tăng luôn như xì bo luôn anh em. Về con này thì nó nồi đồng cùi đá, cực kỳ bền bỉ cho anh em. Và đây cho anh em nhìn phần ốc ác này. Đấy, anh em nhìn phần ốc ao, cực kỳ mới và cực kỳ sáng nha. Phần nắp đỏ này là đổ xăng pha nhớt. Đấy, còn nắp đen này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Đấy, anh em có thể đổ nhớt cũ hoặc là đổ nhớt mới đều được. Nó chỉ để hút ra để nó bôi trơn cái bộ làm xích để cắt cho nó được ngọt và được bon thôi. Rồi, qua tiếp là con R4. Vâng, con này thì nó cũng là cùng hệ với con R3, nhưng mà công suất của con này to hơn anh em nhỉ. Máy móc thì nó giống, hoàn toàn giống nhau, nhưng mà công suất của con này là 34cc. Dòng này là CS3411 này. Còn con này là CS300, con này 30cc thôi, con này 34cc. Đường kính chai bít tông của con này là 38mm, vẫn có tích hợp đầy đủ cho anh em chụp giật trợ lực này. Và đặc biệt nó lại được thêm cho anh em nữa là con này là theo máy là một cây lam đúc, cây lam Latin luôn nha, chứ không phải là cây làm bánh xe như con R3. Đấy. Và làm dài hơn cho anh em nữa, công suất cũng to hơn cho anh em nữa. Công suất làm con này là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Giá con này là 2.800.000, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Và dòng này nó là dòng đời cao anh em nhỉ. Máy móc anh em nhìn cũng biết đúng không? Máy móc cực kỳ đẹp và cực kỳ mới. Tình trạng con này phải đẹp lên đến 90% cho anh em. Đấy, đúng muốn xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Hao chân làm vẫn trực tiếp ở khóa 13. Đấy, máy móc cam kết là nguyên zin nguyên bản cho anh em từ A tới Á luôn. Anh em không phải lăn tan gì cả. Mà con này nổ thì cũng cực kỳ sướng nha. Đây, cho anh em xem bên trong này. Đấy, anh em nhìn em ạ. Bộ hệ thống lọc gió là lọc gió giấy nha. Lọc gió cực kỳ mới luôn anh em nhìn này. Đó, anh em nhìn cái lọc gió của nó còn đẹp không? Con này quá xinh luôn. Đây, chế WaPro nha. Chế nguyên zin của nó luôn nha. Đấy, con này thì không chê điểm gì luôn. Máy tình trạng máy quá đẹp luôn nha. Nòng của nó 38mm. Và hệ thống nhún treo lò xo thì nó giúp cho anh em thì cái hệ thống nhún này thì nó giúp cho anh em nó được êm ái khi sử dụng hơn. Đó. Giá 2.800.000.
Anh em có nhu cầu con này thì báo cho em là con R3. Máy móc thì đẹp trên 90% cho anh em. Cam kết nguyên zin, nếu mà đã thay thế sửa chữa gì, linh kiện gì mà anh em mà thấy mà cửa hàng chúng em đã thay thế linh kiện gì, cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền hoặc là tặng cho anh em không cây máy. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe nha. Xin lỗi anh em nhé, đang lên sóng tí thì lại có khách ở bên ngoài. Rồi, quay lại chủ đề chính. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe con này. Con này thì công suất khỏe hơn, công suất lớn hơn cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35 cm đổ lại anh em nha. Còn con này thì chỉ cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại thôi. Đó. Rồi. Và anh em nào lại thích dòng Kyurit tiếp đây. Dòng này nó lại là dòng Echo Kyurit tiếp, và con này nó là dòng đời khác anh em nhé. Đấy. Dòng này nó là dòng 3200, 3201 đấy ạ. Con này thì công suất của nó là 34cc, đường kính chai piston 38mm, có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em. Và máy móc thì quá đẹp luôn rồi anh em nhỉ. Đấy anh em nhìn đúng không ạ? Đây, mã số ký hiệu của nó là 5501-3128. Đấy, công suất của nó đây, đầy đủ cho anh em nha. Sản xuất năm 2008 này. Đó, cân nặng 3,8kg. Và đây 34 ml gì đây em không rõ nữa, nhưng mà công suất của nó là 34cc anh em nha. 34cc đấy ạ, có tích hợp đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho anh nha. Và dòng này nó là dòng nâng cấp của dòng 3200 ấy, thì nó sẽ không có chụp giật trợ lực cũng như là không có núm bơm xăng phụ này. Còn cái dòng 3201 là đời nâng cấp lên thì được tích hợp cho anh em chụp giật trợ lực và có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em. Thằng xích khóa xích con này thì vẫn sử dụng ok nha. Máy móc quá sáng rồi, anh em nhìn không? Làm xích của nó này còn nguyên chữ cho anh em luôn. Đấy, anh em nhìn không ạ? Giá 2750 bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho anh em. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe luôn nha. Êm không anh em nhớ? Êm. Tiếng nổ cái máy êm vu luôn anh em. Lấy con này về thì em cam kết cho anh em mà lấy về sử dụng gia đình thì con này không bao giờ hối hận cho anh em luôn. Cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại anh em nhé, 30cm đổ lại. Cắt khúc gỗ thì về con này về để sử dụng gia đình thì cực kỳ bền và cực kỳ sướng luôn. Anh em xài con này thì đạt thì em bao cho anh em không bao giờ hối hận. Rồi, và đây là qua con R6 này. Con này là nó là dòng Shindaiwa. Con này thì nó phù hợp cho anh em về khai thác nha. Sử dụng về khai thác, công suất của con này là đường kính chai piston 40mm, đường kính và công suất của con này là 38cc, cực kỳ khỏe luôn anh em nha. Lam của nó này, phần mặt cắt là còn 40cm, à đâu 35cm chứ. Đó, đây. Lam là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích nó là cửa hàng chúng em đã lên cho anh em là xích mới luôn rồi nha. Đã lên cho anh em xích mới, và xích này nó là xài xích chung 91. Và đặc biệt là lốc là lốc hợp kim nhôm luôn anh em, chứ không phải là lốc nhựa. Tại sao mà em nói là con này nó về khai thác được? Bởi vì với những nhu cầu mà anh em về sử dụng khai thác nhiều ấy ạ, là nhu cầu sử dụng cả ngày đúng không? Về xài liên tục liên tù tì luôn, có khi xài cả ngày không nghỉ. Thì cái lốc hợp kim nhôm này thì nó rất là tốt để cho anh em về nó chịu nhiệt được cao. Nhu cầu anh em sử dụng thì phải những con nhưng mà lốc nhôm như thế này thì mới đáp ứng được đủ nhu cầu cho anh em. Đấy. Thắng xích khóa xích có luôn nha. Con này có thắng xích đầy đủ cho anh em luôn. Đấy. Máy móc thì cực kỳ đẹp, và Shindaiwa SD này.
Shindewa 360. Đó, nhìn thấy không? Con này thì về khai thác keo, khai thác tràm ok luôn anh em nhá. Đây, cho anh em nghe phòng thu của cây máy nhá. Đấy, anh em thấy không, nghe cái tiếng nổ của nó thì cực kỳ đã tai và rét tai luôn, bởi vì cái động cơ của con này nó thiết kế là cái kiểu dạng con kiểu là thoáng máy đấy, cái vòng tua mở nên là nó nổ cực kỳ rét. Nếu mà con này về anh em sử dụng khai thác thì quá ok, nó không chê điểm gì anh em nhé. Giá thì vừa phải 2.800.000. Đối với cái giá của những cái máy cưa khai thác thì giá 2.800.000 thì nó quá là hợp lý rồi nè. Rồi và qua tiếp là một con máy cưa R7. Dòng này là dòng Echo V3700 anh em nha. Công suất của con này là 37cc. Lam con này là 45cm. Phần mặt cắt là còn 40. Đấy, phần mặt cắt là còn 40 này. Hai gang tay, anh em thấy không ạ? Đấy, gang tay là khoảng 20 phân. Đấy, nhầm nhìn không? Lam cực kỳ dài nha. Và xích nó là xài xích mini. Và đặc biệt là lam con này nó là lam Latin, làm đúc làm Latin luôn anh em nha. Công suất lớn, về con này khai thác cũng ok luôn này. Khai thác tầm trung, khai thác keo, khai thác tràm. Giá 2.900.000. Có xả áp đầy đủ cho anh em. Đấy, con này thì nó nồi đồng cùi đá lắm anh em. Hai ốc chân lam này. Con này thì nó nồi đồng cùi đá lắm. Về thì nó chả có, bởi vì con này thì nó chẳng có chức năng gì cả. Không có núm bơm xăng phụ này, cũng không có cái gì, nó rất là cơ bản, không có chủ giật trợ lực. Thì con này thì nó rất phù hợp để cho anh em về sử dụng với cái kiểu cơ bản, về xài đi khai thác là chủ yếu thôi. Quan trọng là máy móc bên trong khỏe đúng không? Đấy, con này thì chỉ khỏe là thôi, chứ còn nó chẳng có chức năng gì cả. Nổ thì êm ái, anh em nổ không? Đấy, gang ti nổ rất là êm. Đấy đó, rất đơn giản, máy móc cái cơ bản về sử dụng, quan trọng bền là chủ yếu. Con này đáp ứng được bền cho anh em. Con này thì nó đáp ứng được tiêu chí là bền cho anh em nha. Đó, bền bỉ. Rồi tiếp tục một con máy cưa khai thác nữa đây anh em, một con khai thác keo, khai thác tràm, lam cực kỳ dài, lam 45cm, phần mặt cắt là 40, lam là lam đúc, lam Latin luôn anh em nha. Xích của hàng chúng em đã lên cho anh em một sợi xích mới. Xích này xích mini. Đấy, sợi xích này nó phải gần 300.000 một sợi anh em nhá. Và con này thì lốc hợp kim nhôm luôn này, dòng Shindewa 380, có lẽ là các bác cực kỳ nổi tiếng rồi, rất nhiều các bác ưa chuộng. Giá 3.200.000. Con này thì máy móc tình trạng đẹp nha, tình trạng đẹp 80-90% cho anh em. Có và đời cao nữa, con này nó là đời cao, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, có xả áp ở đây luôn. Đấy, có xả áp và hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 này anh em. À, khóa 13 chứ. Lộn. Khóa 19. Rồi, giá 3.200.000. Con này thì về để khai thác keo, khai thác tràm, công suất cỡ lớn anh em nha. Đường kính chai bít tông 40mm, công suất là 38cc. Đấy. Con này vòng tua của nó cũng khỏe lắm, sướng lắm. Anh em nhìn sợi dây giật này, dây giật cực kỳ mới nha. Đấy, con này thì nó về khai thác ok luôn anh em. Khai thác những cây gỗ keo, cây gỗ tràm đấy ạ. Rồi và bây giờ là qua con Estin nha, hai con máy cưa Estin. Đấy, R9 và R10, dòng này là dòng Estin 180. 180 nòng 38mm, công suất của nó là 32cc. Về cho anh em cắt những khúc gỗ để sử dụng gia đình là chủ yếu. Đấy, con này thì cầm đi làm vừa làm rẫy, nói chung là bền bỉ. Thương hiệu Estin thì không còn xa lạ gì cho anh em nữa rồi. Nó là top đầu về cái dòng máy cưa xích rồi anh em nhé. Dòng này nó là dòng của Đức, sản xuất tại Đức và tiêu thụ tại Nhật cho anh em. Đấy.
Đây phần mặt tiền của nó đây anh em. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35 anh em nha. Xích là xài xích chung 91. Đó, và có xả áp cho anh em. Hệ thống ốp lam là ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, cực kỳ tiện lợi và dễ dàng. Cực kỳ nhanh luôn anh em, chỉ cần vặn này ra này. Đấy, anh em vặn bằng tay thôi là nó ra được. Anh em không cần phải bằng típ tiếc cái gì cả, rất mất thời gian. Đấy, máy móc nhìn anh em xem, con này cực kỳ sáng sủa nhá. Sang pha nhớt ở đây, đủ nhớt để bôi trơn làm xích đây. Con này thì cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đủ lại. Vâng, và cuối cùng đây, một siêu phẩm này. Siêu phẩm của anh em nha, siêu phẩm luôn. Con này nó là R10, dòng Estin 170C. Máy móc tình trạng quá đẹp luôn anh em. Em nhìn không, con này cực kỳ VIP luôn nha. Những cái chỗ khác thường thường những con đẹp như thế này ấy, thì người ta sẽ để bán đấu giá thôi. Được giá cao nhất thì người ta bán, nhưng mà cả chúng em thì không bán, thế bỏ lô cho anh em luôn. Anh em mà có nhu cầu thì xem được video này mà cảm thấy ưng mắt mình thì đặt gấp anh em nha. Giá vẫn 3.200.000 và có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Dòng này là dòng 170, hàng của Đức luôn anh em nhé. Đấy, ốp lam 19 đây. Ốp lam hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19. Đấy, con này thì công suất của nó là 32cc, đâu cũng phải 31cc. Chưa đến 32cc, đường kính chai bít tông là 37mm. Kém con K9 1mm anh em nhé. Nói chung là về công suất thì nó chỉ ngang nhau thôi, 1mm nó không chênh nhau là quá là mấy. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Làm 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Lên dần anh em, lên dần không? Đấy anh em, lên dần cực kỳ mới luôn anh em. Rất là dễ nổ và con này thì cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Đấy, anh em đánh giá xem con này nó là bao nhiêu, còn bao nhiêu phần trăm cây máy nữa. Vâng, và vừa rồi cả chúng em đã lên sóng cho anh em là 10 con máy cơ xích. Anh em nào mà ưng con nào thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nha. Lô ngày hôm nay thì toàn những con VIP và sáng sủa đẹp đẽ cho anh em luôn. Video cũng khá là dài rồi, cả chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em những video tiếp theo anh em nha.